Adriano Smith phỏng vấn trên báo Đức, cả nhà tự hào khi tôi được gọi vào đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian V-League tạm dừng, Adriano Smith đã trở về Đức. Tại đây, anh đã có những chia sẻ về sự nghiệp bóng đá tại Việt Nam, về niềm tự hào được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Hành trình phi thường. Trong bài viết mới đây của Fupa.net, trang tin này đã miêu tả Adriano Smith với hành trình từ nghiệp dư trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Adriano Smith đã đạt được điều mà mọi cầu thủ nghiệp dư mơ ước, Fupa mở đầu. 4 năm trước anh ấy còn thi đấu ở giải vô địch bang Bavaria. Bây giờ anh đã thi đấu chuyên nghiệp ở Việt Nam. Và anh ấy còn có cơ hội trình diễn trước 30.000 khán giả, ngồi dự bị trong trận đội tuyển Việt Nam hòa Nhật Bản 1-1 tại vòng loại World Cup. Câu chuyện cổ tích về sự nghiệp của anh đầu bằng một thông điệp lạ. Năm 2018, Adriano Smith, người vốn hiếm khi sử dụng Facebook, đã vô tình vào kiểm tra tin nhắn. Trong số những tin nhắn chờ đọc, có tin nhắn từ một người Việt Nam xuất hiện. Nội dung: bạn đã từng chơi cho những câu lạc bộ thú vị nào trong sự nghiệp của mình? Bạn đã từng trải nghiệm bóng đá Việt Nam chưa? Khi đó, Adriano Smith, trung vệ có bố là người Việt Nam và mẹ là người Đức, đang chơi cho TSV Schwaben tại giải đấu của bang Bavaria, tương đương bậc 4 trên theo hệ thống thi đấu tại Đức. Mọi chuyện có vẻ phù phiếm khi anh ấy hỏi liệu anh ấy có thể lấy ảnh của tôi không, Smith nói với một nụ cười trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với chúng tôi. Tuyển trạch viên Việt Nam muốn nhìn thấy vóc dáng của Smith để giới thiệu cầu thủ nghiệp dư người Bavaria với các câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Việt Nam. Và họ đã thành công. Smith bay đến Việt Nam vào mùa hè 2018 và có 6 tuần tập thử việc tại Hải Phòng Fan Club. Smith chia sẻ về trải nghiệm đầu tiên, một nền văn hóa hoàn toàn mới, thức ăn, thời tiết, độ ẩm, những tuần đầu tiên thật khó khăn. Chỉ sau 4 tuần, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn, sau 6 tuần thì rõ ràng là tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Sống xa bạn bè và gia đình hàng ngàn dặm. Nhưng khó khăn đó không quá xa lạ đối với anh. Năm 16 tuổi, Smith chuyển từ fan club Osberg sang fan club Ingolac, lần đầu tiên rời xa gia đình. Smith kể lại, tất nhiên là mọi thứ sẽ rất khác nhau, cho dù bạn thay đổi thành phố hay lục địa. Nhưng tôi không bỏ lỡ cơ hội vì đã không cống hiến mọi thứ cho ước mơ của mình. Tôi cũng muốn làm một điều gì đó cho gia đình mình. Quá trình chuyển đổi từ nghiệp dư sang đá bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam không hề khó khăn đối với anh. 4 năm trước, các câu lạc bộ tại đây chủ yếu chơi bóng dài, trình độ tương đương giải khu vực của Đức. Phong cách thi đấu này phù hợp với trung vệ cao 1m85 Smith. Sau những màn trình diễn ấn tượng ở giải vô địch quốc gia, Smith gia nhập Bình Định Fan Club vào tháng 11 năm 2021, câu lạc bộ mà theo anh gọi là PSG của Việt Nam. Và gần đây, giấc mơ tiếp theo đã thành hiện thực với anh, ít nhất là một phần. Smith đã được triệu tập cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Oman và Nhật Bản ở vòng loại World Cup. Trong vài năm qua, trung vệ này liên tục nhận được những tín hiệu cho thấy mình sẽ được đề cử. Đây là điều phi thường bởi ban đầu Smith cũng không mong đợi rằng anh sẽ lọt vào danh sách đội tuyển. Khoác áo đội tuyển Việt Nam, niềm tự hào của cả gia đình. 4 năm trước, Smith chỉ có thể ra sân ở giải vô địch Bavaria, gặp những Hohenkirchen, Hannover Heilin, những câu lạc bộ vô danh, ít cổ động viên. Bây giờ anh thường xuyên chơi trước 10.000 khán giả ở Việt Nam, và có trận, 30.000 người hâm mộ đã đến sân coi anh thi đấu. Người Việt Nam rất có tinh thần tự hào dân tộc. Nếu họ tìm thấy điều gì đó để tự hào, họ cũng sẽ ủng hộ hết mình. Đội tuyển quốc gia đã phát triển rực rỡ trong những năm gần đây và đang giành được ngày càng nhiều thành tích tốt. Smith nói, tỷ số 1-1 trước những người tham dự World Cup là đội tuyển Nhật Bản thực sự là thành công đáng nể. Bạn có cảm giác rằng bạn là một ngôi sao, rằng có rất nhiều người hâm mộ theo dõi bạn. Với đội tuyển quốc gia, nó ở một cấp độ khác, Smith chia sẻ. Tại quê nhà Osberg, gia đình Smith cũng theo dõi sát sao sự nghiệp của con cháu. Adriano gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày. Sau chuyến đi đầu tiên với đội tuyển quốc gia, đường dây sang Đức càng nóng hơn. Bây giờ tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi video, kiểu như con phải chào đi nào, ghé qua đây nhé. Bạn chắc chắn có thể cảm nhận được niềm tự hào từ bố tôi. Trung vệ 27 tuổi kể về niềm tự hào của bố anh khi con trai đã là một tuyển thủ.
Tại Việt Nam, Smith kiếm được hàng trăm ngàn USD một năm. Nhưng vấn đề là anh chỉ cần từ 500 đến 1.000 đô la Mỹ một tháng để sống. Smith cũng đã mở một quán bar phục vụ cocktail với những người bạn ở Việt Nam. Bóng đá hiện đang tạm dừng, mùa giải nghỉ ngơi cho đến tháng 7 để nhường chỗ cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp diễn ra, sau đó lại là các giải đấu quốc tế. Smith sử dụng thời gian này để thăm gia đình ở Augsburg và trò chuyện với những người bạn cũ từ những ngày còn ở Bay Area. Khi chúng tôi hỏi anh còn mong chờ điều gì nhất, Smith không cần phải suy nghĩ nhiều, một chiếc bánh mì doner kebab. Điều đó có nghĩa rằng anh đang cảm thấy mãn nguyện với những gì mình có thế nào, Fupa kết lại cuộc trò chuyện với trung vệ đội tuyển Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.